Xin chào các chị em nhận được một thông báo từ công ty là sản phẩm của Gimi không có bán trên các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, Sendor, Tiki v.v. Hiện tại thì công ty bên em đang mua một bộ trên Shopee về và so sánh cho các khách hàng thử. Bộ bên trái là sản phẩm trên Shopee, còn bộ bên phải là sản phẩm của công ty. Các chị em cùng theo dõi nhé. Cái hàng mà hàng nhái thì nó sẽ có một cái nót, miếng nót như thế này. Và nó kênh cái thằng serum cũng như là cái thằng toner lên như thế này. Còn bên hàng của công ty thì là không có miếng nót đó. Tại vì hàng, tất cả là hàng tôi tự đóng, phân phối độc quyền mà tôi tự đóng hàng. Cho nên tôi biết ở đây là không có miếng nót này để đi khi mà di chuyển cho khách hàng nó không bị xê dịch. Đấy, bên này mở kem chống nắng rồi nó sẽ không bị xê dịch đi. Và mọi người xem cái kem chống nắng của công ty này, hàng chuẩn này. Đây ạ, rất thẩm mịn. Kem trong đó rất thẩm mịn. Đây, còn hàng giả đấy ạ. Nó có những cái gọi là cái mồ hôi của kem ấy, màu vàng, nó hiện lên đây, hai cái khác nhau ạ. Đó, để mọi người phân biệt. Với đường sau vào hộp nhá. Nào xem sau vào hộp. Đây, mọi người xem ạ. Đây là cái phần cho mọi người tập trung vào kem chống nắng nhá. Thành phần cũng sẽ khác nhá. Đấy, đây là hàng giả đấy các bạn. Đây, hàng giả, còn đây hàng công ty đấy ạ. Đây, mọi người xem và kiểm chứng nhá. Đấy. Đó, còn tất cả mọi thứ thì gần như là giống nhau.